Và đây là Vân Anh, cô Trinh. Nhiều bạn có hay nói với Vân Anh là: chị ơi, vì sao mà em đọc nhiều, em xem nhiều nhưng mà em thấy vốn từ của em không có tăng lên gì cả. Em vẫn không sử dụng được nhiều cái từ mới hay những cái câu hay mà em đã từng nghe hay xem được. Thì Vân Anh có hay nói với các bạn một câu là: hãy xem như người nói và đọc như một người viết. Tức là chúng ta tư duy một cách chủ động và chúng ta học từ những gì mà chúng ta nghe, chúng ta xem, chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta đọc với vai trò một độc giả và chúng ta xem với vai trò là một khán giả. Bởi vì nếu như bạn đặt mình là một độc giả hay một khán giả thì bạn chỉ đang thưởng thức. Chúng ta xem, chúng ta đọc để biết thông tin, nắm được cốt truyện, hay là đôi khi xem là hình ảnh này có đẹp không, chuyện này kết thúc có hậu không, nhưng mà chúng ta không có nhiều tư duy về nó để có thể thực sự sử dụng. Và thường thì các bạn thấy là các kỹ năng của chúng ta học là nghe, nói, đọc, viết, thì nghe và đọc để chúng ta có thể nạp thêm thông tin, kiến thức, vốn từ. Thế còn nói và viết mới chính là khi chúng ta sử dụng được những từ ngữ, những câu đó hay là cái tư duy mà chúng ta muốn triển khai. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta là người dẫn thì chúng ta có thể học như thế nào từ việc là chúng ta xem những người dẫn khác, xem các chương trình khác? Vân Anh còn nhớ rằng là từ khi mà mình bắt đầu với công việc MC thì hoàn toàn mình thay đổi cái cách để mình xem các chương trình truyền hình hay là các sự kiện. Ví dụ như trước đây thực sự là khi xem mình sẽ để ý đầu tiên là MC này có xinh hay không, có đẹp trai hay không. Rồi đôi khi sẽ để ý xem là giọng người ta mình có thích hay không, có hay hay không. Nhưng mà chỉ như vậy thôi. Rồi là đôi khi có những tình huống xảy ra thì sẽ để ý là người này có vấp chỗ này, người kia có trượt chân chỗ kia. Nhưng mà mình cũng không nghĩ gì thêm. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu thực sự trở thành một MC chuyên nghiệp thì mình sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi. Ví dụ như mình xem một chương trình, mình thích MC này, mình sẽ hỏi why, vì sao mình thích. Và những câu trả lời sẽ không được chung chung. Bạn sẽ có thể thích một người bởi vì ngoại hình của họ, cách di chuyển họ trên sân khấu. Bạn có thể thích một người bởi vì giọng nói của họ hay. Nếu như bạn thích giọng của họ thì lại phân tích sâu hơn, giọng của họ có gì khiến mình cảm thấy ấn tượng. Đó là chất giọng, đó là cách nhấn nhá, đó là cách nhả chữ, hay cách để họ truyền tải cảm xúc qua chất giọng của mình, hay họ nói mình cảm thấy rất là dễ hiểu, rất là mạch lạc. Có những người mình rất thích cách sử dụng từ ngữ của họ. Thực sự đó là nhiều khi mình nghĩ là cũng đều là tiếng Việt với nhau, nhưng mà họ dùng những từ mình cảm thấy như một từ mới và mình chưa bao giờ sử dụng được cả. Thì mình sẽ làm việc là mình có thể ghi chép lại, hoặc mình sẽ có thể quay hay là lưu lại cái video đấy để mình có cơ hội xem lại, mình đọc lại. Và tiếp nữa là cố gắng để ứng dụng khi mà mình nói chuyện hàng ngày, khi mà mình giảng dạy hay là khi mà mình dẫn chương trình. Rồi có những người thì mình rất là thích cách họ triển khai nội dung vấn đề. Có người thì mình sẽ thích ở cách họ xử lý tình huống một cách rất là thông minh, khéo léo. Và khi mà mình tư duy một cách chủ động như vậy thì mình có thể học được từ rất nhiều những người giỏi, từ rất là nhiều những người dẫn, những diễn giả và người nói khác. Và mình chỉ cần ở một chỗ thôi, mình có thể học được tất cả mọi thứ. Và nếu như bạn giỏi ngoại ngữ nữa thì bạn còn có thể học được từ những MC nước ngoài. Và khi mà mình có ấn tượng rồi, mình học như vậy rồi, nhưng mà mình sẽ phải ghi chép lại. Có rất nhiều cách, bạn có thể dùng sổ và bút để ghi lại, bạn có thể dùng điện thoại quay chụp lại, bạn có thể dùng phần ghi chú trong điện thoại để có thể ghi lại, hoặc là có thể sử dụng máy tính để tạo một cái bản Word hay là bản Excel của mình để lưu lại những câu hay, những từ hay, những cách diễn đạt hoặc là cách triển khai ý tưởng hay. Và bước cuối cùng cực kỳ quan trọng đó là hãy tận dụng mọi cơ hội có thể để sử dụng lại được những gì mà mình ấn tượng, mình nhớ, mình học một cách sớm nhất. Bởi vì chỉ khi mà chúng ta sử dụng được thì nó mới trở thành của mình. Còn không thì nó mãi mãi là nằm ở một cuốn sách nào đó, một chương trình nào đó hay là một đoạn phát thanh nào đó mà chúng ta đã từng biết. Nhưng mình là một người mà rất là thích những câu trích và mình sử dụng được nó rất là nhiều trong việc là truyền cảm hứng trong giảng dạy, để có thể tạo thành những cái câu mở đầu hoặc là những cái câu kết của một chương trình có thông điệp và ấn tượng. Và nếu như mà mình muốn làm điều đó thì mình phải có một quá trình tích lũy. Và quả thực là mình rất là hay có thói quen ghi lại những câu trích hay và suy nghĩ về nó. Mình vẫn còn nhớ rằng là có một cái chương trình truyền hình, khi đó thì mình quay để phỏng vấn những người khởi nghiệp thành công và đặc biệt là vượt qua được giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19. Và khi mà kết lại cái talk show đó thì hoàn toàn mình đã thay đổi so với kết lúc đầu kịch bản. Bởi vì dựa theo cuộc trò chuyện và mình
mong muốn đưa ra một cái thông điệp gần nhất, thì mình đã sử dụng đúng một câu mà mình có đọc được trên status của một người bạn. Và cái status đấy thì có trong và kép, bởi vì đây là một câu trích. Và câu đó chính là: người bi quan phàn nàn với cơn gió, người lạc quan đợi gió đổi chiều, còn người thực tế thì điều chỉnh lại cái buồn. Và khi mà đọc câu đấy thì ngay lập tức mình ấn tượng, và mình luôn luôn tư duy là à, cái câu này vì sao mình thấy hay và mình có thể ứng dụng trong hoàn cảnh nào. Và khi mà bắt đúng vào cái talk trò chuyện đó thì mình thấy là quá hợp để mình đưa ra một cái thông điệp như vậy. Bởi vì rõ ràng là khi mà khó khăn tới, Covid tới, nếu mà chúng ta chỉ có kêu ca phàn nàn thì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu như mà chúng ta chờ đợi một thời điểm màu hồng sẽ tới, Covid sẽ chóng qua và mình cũng không làm gì cả, mình cũng ngồi chờ đợi, thì mọi thứ cũng sẽ không đi về đâu. Nhưng mà nếu như chúng ta sức lại tinh thần, chúng ta tiếp tục phát triển học hỏi, chúng ta điều chỉnh lại cơ cấu doanh nghiệp của mình, nhân sự hay định hướng của mình, hay tìm ra những cái giải pháp để có thể thích nghi và thậm chí là phát triển ngay cả trong đại dịch, thì mình nghĩ rằng là mọi thứ khi mà chúng ta thu nạp vào, nó đều có thể sử dụng được trong một cái bối cảnh nào đó. Nhưng chỉ khi chúng ta tiếp thu nó một cách chủ động, khi mà chúng ta tư duy với tất cả những cái gì mà chúng ta thu nhận, thì chúng ta mới có thể tăng được vốn từ, tăng được khả năng diễn đạt, cũng như những gì mà chúng ta nói sẽ ngày càng xúc tích và có nhiều giá trị thông tin hơn. Và mong rằng các bạn sẽ thành công với phương pháp học này. Và đây là Vân Anh Coaching.